Tôi tên là Đàm Thu Hương, tôi sống ở Hà Nội. Nếu như chẳng may tôi hoặc người thân có bị bong gân mà được nhận lời khuyên là sẽ dùng mật gấu cho khỏi nhanh, thì tôi nghĩ thứ nhất là mật gấu chưa chắc đã chữa khỏi bong gân, bởi vì theo tôi, kinh nghiệm tôi được nghe mọi người nói là bong gân thì nên chườm dùng đá lạnh để chườm và không nên chạm vào, không nên xoa bóp mà để cho nó hồi phục dần. Còn nếu như dùng mật gấu thì tôi nghĩ là phản tác dụng, nó cũng không có tác dụng để cho chữa khỏi bong gân. Và đấy là về khoa học, còn nếu như mà về thiên nhiên và bảo vệ môi trường thì lại càng không nên dùng. Vì chúng ta cũng như những con vật khác đều là chúng sinh, đều là động vật, đều sinh ra ở trên cõi đất này thì đều có quyền được sống và không nên bị giết hại. Cho nên là tôi nghĩ là không nên dùng mật gấu.